Ờ, thì mèo. hiện tại thì em có nuôi 8 chú mèo và một chú chó. Nhiều dữ Thì vừa ha. nãy em có nghe bạn Hồng Sơn, bạn đó nói là bạn thích chó. Vậy thì ngoài thích chó ra thì bạn có thích mèo không ạ? Thực ra thì mình không thích mèo lắm, tại vì có một kỷ niệm không không hay với mèo. Kỷ niệm sao bạn? Dạ, hồi trước thì nhà em có nuôi mèo. Xong rồi đêm đấy em ngủ thì nó đẻ lên trên đầu em ấy. What? Đẻ trên đầu nó luôn hả? Nó sinh con trên đầu bạn. Dạ, xong rồi từ đấy nó có cái mùi nó khó chịu lắm. Bây giờ Từ còn đấy không? em sợ. Bây giờ cái đó là cái nguyên nhân làm tóc bạn xoăn. Hay là lúc đó tóc xoăn sẵn nên nó tưởng là cái ổ. Hay là như thế nào? Vì lý do nào trời? Em không biết nữa. Tại vì... quan trọng là bây giờ tóc thiệt hay tóc giả? Thì rồi, mèo còn sống không? Sau vụ đó thì nhà em đem hết đi cho người khác, tại vì em không thích người. Lúc đó bé mèo đó sinh mấy đứa nè? Dạ, sinh 3 đứa thôi. Trời ơi trời, lần đầu tiên trong đời tôi nghe một chàng trai điểm trai như vậy bị mèo đẻ đầu. Trời ơi, mà 3 đứa lận. Nên từ mà đó nó đẻ một đứa. Dễ thương. Mình thấy dễ đẻ thương. Một đứa. Bạn không biết sao mình đẻ như thế. Ba đứa. Em không biết hả? Đến khi nào mới phát hiện ra? Ờ, đến lúc mà... đẻ xong. Sáng dậy á, thấy lạnh lạnh cái đầu. Trời ơi trời. Sau rồi em mới như giật mình, em nhìn lên em mới biết. Rồi lúc đó mình xử lý sao? Chửi nó đồ mèo đẻ. Sau hồi em giật mình em dậy, em đi gọi đầu liền luôn. Bởi vậy giờ thấy mèo thì mình bị ám ảnh đúng không ạ? Dạ, nên em hơi bị ngại. À. Bạn Quỳnh Nga ơi, mấy bé mèo nhà mình có bé nào đang có thai không? Dạ vẫn chưa. Bạn có muốn tìm cha cho chú mèo đó không? Bạn có muốn tìm cha cho chú mèo đó không? Dạ. Chắc Sơn về là mèo mắc đẻ đó. Dễ thương. Trời ơi trời. Ông bộ quá. Ông tính quá. Bạn có đặt tên cho mèo không? Có ạ. Bạn nhớ hết tất cả tên chứ? Dạ nhớ hết ạ. Còn ba con thì em không có nhớ. Ba con kia mới đẻ. Ba con kia thì mới đẻ thì cũng không có đặt tên. Đúng ba con mới đẻ luôn. Nguyên tiền định nè. Cái tần số ngẫu nhiên giống nhau. Là đẻ bốn con à. Nhưng mà em chỉ nhớ duy nhất một con thôi. Tại vì con đó rất là quậy á. Con đó là Sơn. Bạn vẽ nó hả? À, con mèo này thì chị em vẽ. Bạn có thể click vào tấm con mèo đó để cho Sơn tối nay ngủ ngon được không? Sơn, làm cái gì mà cuối nhìn thẳng ra, nhìn nhớ về cái gì, nhớ đến nó, rõ chưa? Chỗ này nó ghé tai, ghé vào tai em. À, tên là Su à? Su hả? Tên là Su. Su à Su. Tại sao bạn lại đặt nó là Su ạ? À? Em cũng không biết, tại này là chị em đặt à. Còn với cái tên Su đó có dấu ấn nào trong kỷ niệm của bạn Sơn không? Dạ. Có nè, có nha. Có một bạn gái em, phụ em tên Su. Ôi trời ơi. Mà đấy. Cái con chó đó có để lại ấn tượng với bạn không? Thầy thì phải mày. Mày biết đài tao rồi. Mày biết tần số mày dò đài nó hoài luôn. Không có nhiều là nhưng mà rõ ràng là nó không nhận được nó mới chọc tao ngoài. Tao cũng mệt vậy, tao ăn có mỗi cái bánh giò thôi mà bắt tao cười hoài. Tần số tình yêu mùa 2 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.